Linh Cù Lao mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Linh. Thì hiện tại Linh đang có mặt tại Củ Chi và đang trên đường đi về thì Linh phát hiện một cái ngôi nhà mái ngói đỏ bị bỏ hoang ở cạnh cái đường luôn nè. Thì nãy giờ đi vòng vòng á, Linh phát hiện là trong đó có rất là nhiều bãi cầu cơ ở trong đó, khá là gùng gợn luôn. Thì không biết cái nguyên nhân như thế nào mà cái căn nhà này lại bị bỏ hoang như vậy nữa. Và chắc chắn là có những cái điều gì đó tâm linh, cho nên là mới có nhiều người lại đây để mà cầu cơ xin số đời như vậy. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong căn nhà này để khám phá xem là trong đó có những cái điều gì tâm linh nha. Phía trước ngôi nhà thì có hai cái cây nè. Cây này thì Linh thường thấy nó mọc trong những cái ngôi chùa hoặc là những cái nơi mà vắng vẻ, lùm bụi. Nhưng mà ở đây người ta trồng làm cây xanh luôn, trồng ở ngoài bên vỉa hè nè. Và đặc biệt là cây này có trái rất là tròn, y như là cái trái đầu tiên nha. Không biết là có ăn được hay không nữa. Nhưng mà cái bông nè, nhìn rất là đẹp luôn. Có nơi là trái nó mọc thành chùm chùm luôn á cả nhà. Chạy trên đường á, vào những cái bụi lùm và những cái nơi vắng vẻ thì rất là thường thấy cây này nó mọc luôn. Khi mà phát hiện cái căn nhà này thì Linh đã đi một vòng xung quanh tìm hiểu xem là bên trong căn nhà có gì hay không. Thì mới nhìn thấy là rất là nhiều những cái chỗ mà người ta vô đây cầu cơ ở trong này. Nãy giờ thì không có đi hỏi thăm được á. Tại vì ở đây nè, nhà người ta đóng cửa hết rồi. Xung quanh thì cũng hơi thưa nhà, cho nên là không hỏi thăm được gì hết. Rồi bây giờ thì vô trong đây để mà khám phá thôi và chia sẻ những cái hình ảnh, những cái bãi cầu cơ ở trong này nó như thế nào và cái căn nhà này nó gùng gợn ra sao. Khi mà bước tới đây á cả nhà thì Linh thấy là người ta có ghi cái dòng chữ này, chắc có lẽ là họ đã kêu bán rồi. Nhưng mà ở đây thì rất là nhiều người tụ tập lại đây để mà cầu cơ luôn. Tại vì nãy giờ đi xung quanh á, thấy quá trời mấy cái bãi cầu cơ trong này. Nhưng mà đặc biệt là không phải là người ta cầu cơ một chỗ đâu, và người ta cầu cơ nhiều chỗ lắm. Bên trong cái căn nhà này thì hai ba bãi luôn. Ngay trước cửa nè, đốt lửa gì tùm lum hết trơn luôn. Chắc là sau khi mà bỏ hoang rồi á, là nhiều người tụ tập lại đây, như là mấy cái người mà nghiện hút đó, để mà vô trong cái căn nhà này để mà hút chích gì đó. Rồi bên trong đây chắc là có một cái câu chuyện tâm linh gì đó gùng gợn, cho nên là mới có nhiều người lại đây cầu cơ. Thì thường những cái ngôi nhà có những cái điều gì đó tâm linh, cho nên họ mới biết và lại chỗ này để mà cầu cơ thôi. Ngay trước nhà có một cái hố nè. Cái hố này chắc ngày xưa để làm máy, để máy bơm ở trong này, làm ống dẫn nước nữa nè. Thì ở dưới đây có một cái cây lược nữa nè. Soi thêm trong đó có gì hay không. Khi vừa bước vô cái cửa này á, thì đã nhìn thấy được một cái chỗ nè, cầu cơ nè cả nhà. Còn nguyên một cái bó nhang ở dưới cái góc đó luôn. Rồi mấy cái vỏ quả trứng gà
Ở bên trên này cũng có nữa nè. Nhang họ cắm khắp nơi luôn. Chắc là bên trong ngôi nhà này đã từng xảy ra một cái chuyện gì đó liên quan tới tâm linh. Vì cái vỏ trứng gà nó xây kìa. Cái vỏ trứng gà tự nhiên nó xây luôn cả nhà. Chắc là bên trong căn nhà này có gì đó tâm linh cho nên là mới có nhiều người lại đây cầu cơ như vậy. Phía dưới cái nền gạch này là có những cái con số nè. Khi mà họ cầu cơ rồi họ viết số lên trên đây để xin con số về để họ đánh đề rồi. Nhang quá trời luôn. Cầm nhang quá trời luôn nè. Bên cái góc này lại có một cái nón bảo hiểm và một đôi dép nữa chứ. Rất là bí ẩn luôn. Nhìn cái căn nhà thì nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà bên trong thì lại có những cái chỗ cầu cơ như thế này. Nhang gì cắm khắp nơi trên tường luôn. Nhà này ngày xưa chắc có gì đó tâm linh cho nên họ mới vô đây cầu cơ rồi. Phía sau cái vách tường này thì họ đã tháo dỡ cái phần tôn rồi. Ở bên trên thì được lợp bằng một cái mái ngói tôn giả ngói màu đỏ, nhìn rất là nổi bật luôn. Sao ở trên này lại có một cái tấm vải đỏ vậy ta? Một sợi dây nữa nè. Không biết người ta treo cái gì nữa. Mà ở trên này có một cái tấm vải đỏ nữa nha. Giống như mấy cái ngôi nhà lúc trước Linh quay là có những cái lá bùa được dán ngay chân giữa nhà luôn. Cũng màu đỏ như thế này nè. Mà cái tấm vải này thì nó nhỏ xíu à. Tấm bùa thì nó rất là lớn luôn. Nhìn mấy cái chỗ cầu cơ này khá là gùng gợn luôn á. Lúc trước chắc trên ở đây, trên cái vách tường này có một cái bàn thờ. Nhưng mà bây giờ nó bể rồi. Chỉ còn lại cái khúc gỗ như thế này thôi. Và có một cái ly ở trên này nữa. Đốt nhang ghi số quá trời luôn. Ở ngay cái cửa đi ra vô nè. Cái cửa này thì đi lại phía sau á. Cũng có cặm nhang ở trên cái đường nè. Trên cái vách tường nè. Một cái ngôi nhà đơn giản như thế này nhưng mà lại có rất là nhiều chỗ cầu cơ. Tâm linh luôn. Ở sau này lại là một cái chỗ cầu cơ nữa nè cả nhà ơi. Ở trong cái góc tường đó. Ôi ôi cặm quá trời nhang trong đó. Rồi có một cái chén nữa. Ở bên trên thì cũng có một cái kệ kìa. Đó, rất là lạ luôn. Phía trước đó thì cũng có một cái kệ. Chắc là cái kệ thờ gì đó. Và sau này thì cái kệ này thì nó được làm ngay chân cái góc tường. Chắc là để đồ gì. Nhưng mà hình như là ở đây có bùa với lại tiền vàng mã nè. Họ vô đây cúng rồi đốt ở trong này luôn. Trứng gà họ bỏ trong cái chén màu xanh nè. Rồi đốt những cái đầu lọc thuốc. Bên trong này là một cái lá bùa. Một cái lá bùa đã bị cháy còn có một góc à. Rất là ghê.
Tới đây thì Linh chắc chắn là cái căn nhà này ngày xưa đã từng có một cái câu chuyện gì đó rất là tâm linh. Cho nên là họ mới lại đây để mà cầu cơ xin số đề. Nhiều như vậy luôn. Hai ba chỗ luôn. Hồi nãy chạy ngang thì Linh không biết là cái căn nhà này ở bên trong lại có nhiều chỗ cầu cơ vậy, tính chạy luôn rồi. Nhưng mà sau khi một vòng đi quan sát thì thấy cái căn nhà bên trong này quá trời mấy chỗ cầu cơ như thế này. Phía sau này là toilet. Trời ơi, ta cắm nhang ở trên này nữa cả nhà ơi. Mà như là nhang trong này là chưa có đốt, còn nguyên luôn. Chỉ mới có cắm lên thôi, chưa có đốt. Trong cái phòng toilet này thì nguyên một cái đống quần áo luôn nè. Hình như là đống quần áo này là của công nhân, công nhân công ty hay gì á. Tiếc là không có tìm được ai để mà hỏi thăm về cái căn nhà bỏ hoang kỳ lạ này. Cỏ cây gì một phía sau là tùm hết rồi. Ngoài đó thì người ta trồng nguyên một cái vườn mít. Nguyên một cái vườn mít luôn. Bên kia có cái ngôi nhà nhưng mà đóng cửa đi hết rồi. Hôm nay là ngày thứ á, cho nên là cái người sinh sống ở gần đây họ đi làm, và một số ở nhà thì họ đóng cửa không à, không có hỏi thăm ai được hết. Ở đây sao thấy có một cái vết đỏ đỏ nè, giống như vết máu vậy trời. Đây nè cả nhà, cái vết đỏ đỏ trên tường này y như là vết máu vậy. Cũng có thể là sau khi mà họ vô đây cầu cơ rồi đem mấy cái trứng gà nè, cũng có thể là đem theo những cái gì đó tâm linh nữa để mà vẽ lên tường. Nhìn mấy cái đống này y như là cái quán cà phê ở bên Tây Ninh lúc trước là Linh đi khám phá, cũng có mấy cái chỗ cầu cơ vậy nè, rất là ớn luôn. Bên trên cái kệ này sao ai lại để một cái đôi dép mà không có cùng một đôi để lên trên cái kệ luôn nè. Mà đôi dép này là đôi dép của phụ nữ nữa chứ. Không lẽ là ngày xưa có một người phụ nữ nào đó đã mất ở trong cái căn nhà này, cho nên là linh thiêng, rồi nhiều người mới tới đây xin số đề như vậy. Này đôi dép của nữ, nhưng mà một chiếc đôi này một chiếc đôi khác để lên trên cái kệ nè, nhìn khá là bí ẩn luôn. Nãy giờ đi vô bên trong cái căn nhà này thì cảm giác nó cứ gợn gợn người sao á. Bây giờ Đinh sẽ đi qua bên hông, đi xung quanh xem là có những cái điều gì kỳ lạ khác nữa hay không. Xung quanh đây thì có mọc những cái cây gì nhìn rất là lạ luôn. Mà cái cây này lúc trước thì có người vô nói là cây thuốc gì đó cả nhà. Căn nhà này thì được chia ra làm hai cái gian, gian nhà trước và một cái nhà nhỏ ở phía sau nè. Nhìn nó cắt kiểu giống như là mấy cái nhà mái Thái vậy. Vậy dài đây là đất trống không à. Có cái cây này nè cả nhà,
Thì lúc trước có người vô bình luận nói là cái cây này là cái cây thuốc gì đó, không biết là chữa bệnh gì nữa. Và hổm ngày đi vòng vòng từ ở trên Vũng Tàu về tới đây, thấy là cây này nó mọc khá là nhiều luôn á. Bây giờ đi quay trở ra thôi cả nhà. Giờ này cũng trưa nắng rồi, gần 12 giờ trưa rồi. Đây có một cái đôi dép nữ nữa nè. Đây cái này là nguyên đôi luôn. Cái này là nguyên đôi dép nữ luôn nè cả nhà. Nãy giờ thấy là toàn mấy cái đôi dép của phụ nữ không à. Ta vô đây người ta đốt lửa, mấy cái đống lửa hai ba bên nhà đều có hết luôn. Rồi bây giờ Linh quay trở ra rồi cả nhà, thì Linh cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu mà cả nhà có xem được cái video của Linh thì hãy cho Linh xin một like cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.